Quách Thị Lan, điều khiến tôi sẵn sàng trở lại là sự hứng khởi. Quách Thị Lan hiện đang trong giai đoạn bị cấm thi đấu sau vụ dính doping tại SEA Games 31. Tuy vậy, cô vẫn toát lên sự đam mê và quyết tâm trở lại sân đấu, đang tích cực rèn luyện để chờ ngày quan trọng đó. Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia 2023 đang diễn ra tại sân vận động thuộc Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội. Mặc dù không tham gia thi đấu, Quách Thị Lan thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ và theo dõi đồng đội. Cô cho biết, tôi vẫn duy trì việc tập luyện thể lực tại quê nhà Thanh Hóa. Mặc dù không tham dự giải vô địch quốc gia năm nay, nhưng tôi luôn giữ động lực và chuẩn bị cho ngày trở lại. Ánh mắt tập trung của Quách Thị Lan khi cô theo dõi các đồng đội thi đấu ở nội dung 400m nữ là minh chứng cho sự quyết tâm của cô. Cô nói, hiện tại tôi đã ổn định tâm lý. Khi nhìn thấy mọi người thi đấu, tôi thật sự phấn khích và mong chờ ngày tôi được tham gia các giải đấu chính thức. Sắp đến tháng 11, thời điểm Quách Thị Lan dự kiến sẽ kết thúc án cấm doping, mở ra cơ hội trở lại sân đấu. Trước thềm ngày đó, cô thường xuyên có mặt tại giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia để cổ vũ đồng đội và duy trì động lực cho mình. Trong khi đó, Khuất Phương Anh cũng đang hướng tới ngày tái xuất sau khi án cấm doping của mình dự kiến sẽ hết vào tháng 11. Với việc tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền lên kế hoạch giải nghệ từ năm 2024, nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp tối ưu để bổ sung lực lượng cho các nội dung 400m và 400m rào nữ trong Điền Kinh Việt Nam đang nở rộ hy vọng.